Chơi đồng hồ cũ chính hãng xin kính chào chị em và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ, thương hiệu Technotes. Đây là chiếc Belisa. Chiếc Technotes Belisa này là một chiếc của nữ. Nó cấu trúc dạng lắc đeo tay. Chúng ta nhìn đây. Toàn thân là mạ vàng 18 carat dày, chỉ nắp đáy. Đồng hồ ở dạng dây lắc nhỏ xinh, đường kính không kẻ núm, khoảng 20 mm, mặt số 2 kim và mặt số trắng tinh vân. Đồng hồ được Technotes trang bị cái máy quắc ETA V87 chân kính của Thụy Sĩ. Trên bezel của đồng hồ thì có lạm kim cương và lạm ruby. Như vậy đây là một chiếc đồng hồ khi sản xuất là thuộc phân nhánh cao cấp. Mình có thể nói thêm một chút về Technotes. Như các bạn thì thường quen, ví dụ như là Omega, Longines, Rado. Thì nếu giả sử mà chúng ta nói một cách, tức giá cả thì nó rất rất là vô cùng. Nhưng mà chúng ta nói một cách, giả sử có một cái chiếc đồng hồ nào đó tương tự nhau của bốn ông cùng sản xuất, thì ví dụ ông Omega thì thương hiệu hơn một chút thì bán giá 10 đồng, thì ông Longines cũng cái tương tự như thế sẽ bán giá 8 đồng đấy, còn ông Rado thì sẽ bán giá khoảng 7 đồng. Ông Technotes và ông Tissot cùng mẫu như thế thì sẽ bán giá khoảng 5 đến 6 đồng đấy. Mình nói như vậy để mọi người có cái mường tượng sơ qua về cái giá trị thương hiệu kèm theo cái sản phẩm. Đây là một chiếc theo mình đánh giá là mới khoảng 97% đã sử dụng rồi, nhưng còn đẹp, không có vết xước nào cả. Có lẽ là một cái lắc tay khá là hoàn hảo dành cho chị em phụ nữ tay trắng hoặc tay đẹp. Cái tay mình hơi xấu tí, mọi người thông cảm. Đây là đây. Cảm ơn chị em đã xem video.